À, chào mừng các bạn đến với kênh tôi ngày hôm nay. Bạn thấy các anh em kỹ thuật đang vệ sinh tấm những tấm pin năng lượng mặt trời. Do lâu ngày đóng bụi bẩm cho nên là cái tỷ lệ tiếp xúc ánh sáng nó cũng bị hạn chế, cho nên là để cho tiếp xúc ánh sáng nó tối ưu và nó sạch sẽ, nó tiếp xúc tốt thì chúng ta nên vệ sinh nó. Bạn thấy đống là giữa cái đống lớp bụi này ha, màu trắng là dưới bên đây vệ sinh xong là nó đã sạch sẽ gì đó Thịnh. Giờ bạn đang thể hiện xe ra cho anh thể hiện với những cái công cụ sẵn có và do cái sáng chế của anh Lý Thông. Ta đúc một cái đường dò nước ở phía trước cái đồ lau của mình ha, đồ lau nhà của mình nè. Tại vì do là nó khoảng cách nó khá là xa cho nên là cái cây lau nhà nó không có tới, là phải chim thêm một cây dài nữa để ta có thể lau được tuốt ở trong những cái tấm pin bên trong. Thì sử dụng tấm pin năng lượng trời này thì tốt nhất là chúng ta có thể 3 tuần chúng ta vệ sinh một lần là tốt nhất. Do anh em cũng không có thời gian cho nên cũng để lâu khá là lâu cho đóng bụi rất là nhiều, cho nên là điện được tích trữ nó bị sụt giảm. Cho nên là bạn là lau hết này, cứ đi xíu đi tới không tới mà đẩy được tấm này mà được hết đi. Chúng ta dùng những cái giấy lau mềm, chúng ta lau những cái tấm pin năng lượng này, chúng ta không nên dùng những cái vật cứng để chạy nó xước nó ra. Thì do là tấm pin năng lượng trời là ở trên nó là kính cho nên là mình phải dùng đồ lau và vải, mình sẽ chà cọ nó cho nó sạch lớp bụi, chủ yếu là những lớp bụi bặm được không à, bụi nó tiếp xúc này mình xịt nước vô mình chà là ok, là như là sạch sẽ. Nếu tốt hơn nữa thì mình có thể dùng nước lau sàn nhà, mình nhúng mình lau nữa thì càng tốt, nó sẽ dơ những cái vết bẩn hơn, sẽ ra những cái vết bẩn nó nhiều hơn. Nhưng mà cơ bản thì gì cũng là đạt yêu cầu. Ở sự tài trợ của Lý Thông với Missy Cường, Mr. Cường. Thì cơ bản thì cái đội bảo trì chúng ta đang nghỉ mệt để vệ sinh những tấm pin năng lượng mặt trời này, nãy giờ đẩy nó cũng hơi mỏi tay. Nên thì thôi cho nghỉ mệt đi, tạm thời mình coi trước nhiêu đi. Thì nội dung nó cũng có thế thôi. Nó cũng vệ sinh bụi bặm cho nó sạch sẽ rồi cho nó ánh sáng nó tiếp thu nó chiếu vô nó ok hơn là bị phủ hơn một lớp bụi. Nếu mà phủ lớp bụi nhiều quá thì cái lượng pin năng lượng mình nó tiếp thu ít lại, cho nên là mình phải cần vệ sinh lau chùi nó cho hết bụi thì nó sẽ tiếp xúc tốt hơn. Chỉ vậy thôi chứ không gì. Và mình chú ý là mình dùng cái nồi lau vải để mình lau nó và có nước, và tốt nữa thì sẽ dùng nước lau sàn nhà để lau cũng được, và để cho nó mục đích là nó những cái vết bẩn ố dơ lâu ngày nó bám đây nè, mình sẽ có xà bông thì nó sẽ chốc ra luôn. Và nếu không có xà bông nước không thì mình lau nó cũng ra ra cái bụi mà nó dính những cái vết như chim, phân chim rồi ỉa lên thì nó còn dính lại, nó chưa có dễ ra ha. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sơn ái chào tạm biệt.